Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 31/1/2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam, Bộ Công an và Quốc phòng phối hợp điều tra vụ Việt Á. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam đang phối hợp trao đổi thông tin với đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Cục Kiểm tra Hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý các vấn đề liên quan đến vụ Việt Á. Đây là thông tin do Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an tiết lộ với báo chí trong một buổi họp báo chí chính phủ vào chiều ngày 28 tháng 1 ở Hà Nội. Kết quả thu hồi tài sản trong vụ Việt Á, Trung tướng Tô Ân Sô thông tin, công an đã giữ và kê biên phong tỏa ngăn chặn giao dịch bất động sản và tài khoản trị giá tới 1.220 tỷ đồng. Trong đó có 380 tỷ đồng tiền mặt và giá trị bất động sản vào khoảng 840 tỷ đồng. Đây là hình ảnh bản tin trên báo Tuổi Trẻ ghi nhận tạm kê biên tài sản 1.220 tỷ đồng trong vụ Việt Á. Bộ Quốc phòng cũng vào cuộc. Hồi đầu năm 2022, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Về vụ Việt Á, ban này kiến nghị mở rộng điều tra, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước là trách nhiệm của cụ thể là Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Học viện Quân y, Công ty Việt Á, các tổ chức cá nhân có liên quan, các địa phương có liên quan đến vụ công ty Việt Á. Sự liên quan đến đề tài khoa học của Học viện Quân y có lẽ là lý do khiến cho Cục Kiểm tra Hình sự Bộ Quốc phòng đang tham gia điều tra. Như đã biết, tại thời điểm đầu năm 2020, chưa có sinh phẩm chuẩn đoán COVID-19 nào, kể cả nhập khẩu, được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với các đơn vị triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19. Do Học viện Quân y là đơn vị chủ trì, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là đơn vị phối hợp thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng đánh giá nghiệm thu giai đoạn 1 do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập họp vào ngày 3 tháng 3 năm 2020. Toàn bộ 8 trên 8 chuyên gia là thành viên hội đồng nhất trí kiến nghị Bộ Y tế xem xét cấp phép sử dụng. Căn cứ kiến nghị của Hội đồng đánh giá nghiệm thu của Bộ Khoa học và Công nghệ, kết quả kiểm định độc lập của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Hội đồng tư vấn cấp số lưu hành sinh phẩm chuẩn đoán vitro, tức là sử dụng trong phòng xét nghiệm của Bộ Y tế đã đề nghị Bộ Y tế cấp phép lưu hành tạm thời trong thời gian 6 tháng. Học viện Quân y báo cáo rằng bộ kit đã được sản xuất tại cơ sở có hệ thống quản lý được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 13485/2016. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh với cương vị là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khi đó đã cấp kinh phí 19 tỷ đồng cho Việt Á cùng với Học viện Quân y nghiên cứu sản xuất bộ kit xét nghiệm. Sau đó, cũng chính Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới đã chấp nhận cho bộ kit xét nghiệm này. Nhưng thực tế thì không phải, hoàn toàn là tin giả. Các tiêu chuẩn của bộ kit đã được kiểm định độc lập tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế. Sau khi được cấp phép tạm thời, công ty Việt Á tiếp tục nộp hồ sơ, đề nghị được đăng ký lưu hành chính thức. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2020, Bộ Y tế ban hành quyết định cấp số lưu hành với sản phẩm bộ thép của công ty Việt Á và cấp sản phẩm khác cho công ty Sao Thái Dương. Số lưu hành của hai công ty này có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp. Theo báo cáo của Học viện Quân y, đơn vị tổ chức chủ trì nhiệm vụ, Học viện tiếp tục có các đánh giá đến tháng 10 năm 2021. Bộ Khoa học và Công nghệ gỡ tin. Vào tháng 4 năm 2020, Truyền thông Nhà nước Việt Nam đưa tin cơ quan chuyên môn về thẩm định sản phẩm y tế Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã gửi thư thông báo việc công nhận kit xét nghiệm của công ty Việt Á phối hợp với Học viện Quân y sản xuất. Thông tấn xã Việt Nam cũng vào ngày 26 tháng 4 năm 2020 thì đưa tin với việc được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận bộ xét nghiệm COVID-19 nêu trên của Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế. Đây là hình ảnh thông tấn xã Việt Nam với bản tin vào ngày 26 tháng 4 năm 2020 nói rằng bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2021, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương và các đơn vị địa phương liên quan.
cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can, trong đó có ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á, và Phạm Duy Tiến, Giám đốc CDC Hải Dương. Thông tin của Bộ Công an khi đó nói để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, đưa vào thuyết minh cơ cấu giá, xác định giá bán là 470.000 đồng một bộ, thỏa thuận và chi phần trăm hợp đồng cho các lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành trong cả nước trong quá trình cung cấp sản phẩm. Vào ngày 20 tháng 12, thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận kit test của Công ty Việt Á trên trang web chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã biến mất. Trước đó, thông tin này được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ vào ngày 26 tháng 4 năm 2020. Trả lời báo chí, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ nói là do có sự sai sót về mặt thông tin nên gỡ bài. Và Tổ chức Y tế Thế giới mới chỉ chấp thuận đưa kit test này vào quy trình đánh giá xem xét sử dụng, không phải chấp thuận sử dụng. Vào ngày 20 tháng 10 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới công bố báo cáo công khai về đánh giá sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới thẩm định bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Á là không được chấp nhận. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An và Bắc Giang từng khẳng định chắc nịch là không nhận đồng nào từ Việt Á. Tuy nhiên, cơ quan điều tra của Bộ Công an chứng minh điều ngược lại. Thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến Công ty Việt Á và các đơn vị liên quan, Giám đốc CDC Nghệ An và Bắc Giang từng trả lời báo chí khẳng định lại việc không nhận lợi ích vật chất từ Công ty Việt Á. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Bắc Giang đã bị khởi tố. Cụ thể, vào ngày 20 tháng 12 năm 2021, ông Nguyễn Văn Định nói với phóng viên Vietnamnet rằng bản thân minh bạch làm đúng trình tự, quy trình, thủ tục trong các gói thầu cung cấp vật tư kit test với Công ty Việt Á. Bộ Công an làm việc tại Nghệ An là thông tin dư luận hiểu nhầm. Nhưng chỉ 10 ngày sau câu khẳng định trên, ông Định đã bị C03 Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam. Được biết, CDC Nghệ An mua sinh phẩm vật tư của Công ty Việt Á theo 4 gói thầu, trong đó 2 gói được đấu thầu rộng rãi, 2 gói chỉ định thầu trị giá hơn 18,5 tỷ đồng. Gói chỉ định thầu đầu tiên vào ngày 15 tháng 7, khi diễn biến dịch ở Nghệ An đang hết sức phức tạp, phải khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng. Gói chỉ định thầu còn lại là vào ngày 31 tháng 10 với số tiền hơn 13 tỷ đồng. Tương tự, ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang khẳng định với báo chí rằng không nhận một đồng nào từ Công ty Việt Á hay Công ty Phan Anh. Còn quá trình đấu thầu thì thực hiện theo quy định, thuê đơn vị tư vấn. Vào ngày 21 tháng 1, ông Tuấn đã bị C03 khởi tố bắt giam để điều tra liên quan đến vụ Việt Á. Cơ quan điều tra cũng cáo buộc ông Lê Văn Tuấn có hành vi thông đồng cấu kết với ông Phan Huy Văn là giám đốc Công ty Phan Anh có trụ sở tại thành phố Bắc Giang. Phan Anh và Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan vi phạm các quy định của luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua kit test COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất, tổng giá trị hơn 148 tỷ đồng. Ông Văn và bà Phan Thị Khánh Vân là chị ruột của ông Văn còn thỏa thuận nhận trên 44 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng do Công ty Việt Á chuyển. Bà Vân đã chi một phần tiền cho ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang. Đây là hình ảnh các bị can trong vụ Việt Á. Các nhóm dân sự cũng tuyên bố về vụ Việt Á. 6 tổ chức xã hội dân sự vào ngày 27 tháng 1 năm 2022 cũng ra một tuyên bố chung về vụ Việt Á. Họ nói, vụ Việt Á này là tội ác tày trời của các nhóm lợi ích câu kết hình thành sự lũng đoạn, nhà nước rất nghiêm trọng, vẽ nên hình ảnh suy thoái cực độ của thể chế chính trị hiện hữu, phải được coi là một vụ trọng án của đại trọng án, đặc biệt của đặc biệt. Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tự cho mình là quyền lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện đất nước, phải có báo cáo chuyên đề trước toàn đảng, toàn dân về biến cố mang tính chính trị nghiêm trọng này. Có 6 nhóm đã ký vào tuyên bố này, đó là thứ nhất là nhóm Lập Quyền Dân, đại diện là nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khắc Mai. Thứ hai là Ban Vận động Văn đoàn Độc lập, đại diện là nhà văn Nguyên Ngọc. Thứ ba là Diễn đàn Xã hội Dân sự, đại diện là tiến sĩ tin học Nguyễn Quang A. Thứ tư là Câu lạc bộ Di sản Nguyễn Trọng Vĩnh, giáo sư Nguyễn Đình Cống. Thứ năm là Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, là đại diện là nhà hoạt động xã hội Lê Thần. Thứ sáu là Diễn đàn Bô Xít Việt Nam, đại diện là giáo sư
Phạm Xuân Yêm và giáo sư Nguyễn Huệ Trì. Tuyên bố của họ cũng kêu gọi truy cứu trách nhiệm và truy tố tội phạm phải được tiến hành một cách thật sự nghiêm minh, không có vùng cấm, không có vùng tránh, không kiêng nể cấp cao nhất hoặc liên quan tới nước ngoài nếu có. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam trong thế đi cũng dở, ở không xong trong ASEAN. Một số diễn biến mới đây kịch tính trong nội bộ của ASEAN có thể đẩy nhóm này đi đến nguy cơ tan rã, hoặc vì những con ngựa trứng như kiểu Myanmar hay Campuchia mà sau lưng đều có bóng dáng của bàn tay lông lá Bắc Kinh. Tác giả Trần Đông Nga có bài bình luận về khả năng tiến thoái lưỡng nan của Việt Nam trong thế cờ khó xử này. Năm Nhâm Dần sẽ chứng kiến những cơn vật vã mới của ASEAN. Một ASEAN X có nguy cơ bị vô hiệu hóa. Qua con bài Hun Sen, Trung Quốc có thể làm cho tổ chức này rối loạn thêm. Rồi đây sẽ chỉ còn lại một ASEAN 7 hay vẫn còn ASEAN 9 là câu hỏi được đặt ra. Nếu Campuchia, Lào, Myanmar rời khỏi ASEAN, Việt Nam sẽ tính sao đây? Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông. Thủ tướng Campuchia đã mở đầu nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN bằng chuyến thăm cấp nhà nước tại Myanmar mà dư luận cho rằng đó chính là một cuộc đảo chính ngoại giao. Đây là hình ảnh ông Hun Sen được thống tướng Myanmar trải thảm đỏ tiếp đón. Một chính quyền đảo chính bằng bạo lực quân sự như Myanmar hiện nay không được bất cứ quốc gia nào công nhận ngoại trừ Campuchia. Ông Hun Sen muốn đảo ngược cái công thức ASEAN X mà tổ chức này áp dụng tại các cuộc họp cấp cao của khối trong năm 2021. Điều này đã gây ra những chỉ trích công khai và quyết liệt từ những thành viên nòng cốt trong ASEAN. Tuy nhiên, cái cách mà Campuchia phản ứng theo kiểu giận quá mất khôn đối với các chỉ trích đã khiến giới quan sát phải nghĩ đến nhiều kịch bản. Trong đó có cả kịch bản xấu nhất là ASEAN có thể sẽ là tan đàn xẻ nghé trong tương lai. Tờ báo Khmer Thai vào ngày 11 tháng 1 năm 2022 đã phản pháo phê phán của Singapore đối với chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Hun Sen là lố bịch, mất lý trí và không công bằng. Singapore luôn luôn hành động như thể họ là chủng tộc thông minh nhất của Đông Nam Á. Vẫn theo tờ báo chính thống của chính phủ Campuchia, Singapore đang xúc tiến chương trình công khai loại Campuchia, Lào và Myanmar ra khỏi các nhóm các nước giàu hơn. Campuchia thậm chí còn vạch lưng ăn vạ khi cho rằng sự chia rẽ trong ASEAN sẽ kéo dài từ lâu. Các quan chức Singapore chỉ muốn ASEAN chỉ có 7 thành viên mà thôi. Họ quên rằng chính Indonesia và Malaysia cũng đã từng muốn đuổi Singapore ra khỏi khối. Cách tiếp cận của Campuchia với Myanmar từ đầu đã bị lên án vì nó chẳng khác gì với cách mà ASEAN đã thực hiện trong năm 2021 dưới sự chủ trì của Brunei khi áp dụng bước đi chưa từng có. Đó là cấm cửa các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính Myanmar tham gia cuộc họp của khối. Đây là hình ảnh quốc vương Brunei. Việc cấm cả này diễn ra công khai dù có sự vận động của Bắc Kinh trước thượng đỉnh ASEAN Trung Quốc. Cùng với việc tẩy chay hội nghị Siem Reap trong 2 ngày 18 và 19 tháng 1, đây không chỉ là thất bại chính sách cái gậy và củ cà rốt từ Trung Quốc mà còn là biểu hiện về sự trưởng thành của ASEAN, dám bám trụ và dám giữ vững các nguyên tắc đã thỏa thuận, không để Trung Quốc gây chia rẽ nội bộ của khối. Có lẽ Campuchia đã đúng khi khẳng định ASEAN đã bị chia rẽ nhiều về vấn đề, chứ không chỉ vì thái độ đối với tập đoàn quân phiệt Myanmar. Trong một diễn biến liên quan đến hành tung của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 12 tháng 1 năm 2022 đã công bố báo cáo mới nhất bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông, bao gồm cả đòi hỏi về vùng nước lịch sử mà Bắc Kinh vẫn áp dụng đối với đường đứt khúc 9 đoạn chiếm đến 90% diện tích của Biển Đông, trong đó có cả vùng biển của Việt Nam. Báo cáo có tên là các giới hạn trên biển dài tới 47 trang. Cũng chính vì Trung Quốc múa cây gậy vườn hoang như thế trên Biển Đông, cho nên Indonesia đã lên kế hoạch mời 5 quốc gia thành viên của ASEAN gồm Brunei, Philippines, Malaysia, Singapore và Việt Nam tham dự một cuộc họp vào tháng 2 tới để thảo luận về một phản ứng chung trước sự lộng hành ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực. Và dường như ngọn cờ băng đung lại một lần nữa vẫy gọi. Indonesia tuy không có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc nhưng đang nỗ lực hình thành một tập hợp lực lượng mới. Đây là hình ảnh
Hội nghị cấp cao lần thứ 18 phong trào không liên kết họp ngày 26 tháng 10 tại thủ đô Baku của Azerbaijan. Ngọn cờ băng đung còn có tên là phong trào không liên kết là một trong những phong trào lớn nhất trên thế giới đấu tranh cho quyền tự quyết dân tộc, quyền bình đẳng trong quan hệ quốc tế cũng như cho hòa bình, an ninh và phát triển. Đây thực sự là một thách thức khó vượt qua đối với nền ngoại giao của Việt Nam và của một số nước thành viên khác. Liên quan đến vấn đề Myanmar, lẫn hồ sơ về Biển Đông, lập trường của Việt Nam đáng ra phải tỏ mặt anh hào trong khối. Nhưng rõ ràng là Việt Nam đang không chỉ để mất vai trò dẫn dắt mà còn rơi vào tình huống trở đi mắc núi, trở lại mắc sông. Việt Nam không dám lên án cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar không chỉ vì nể mặt kẻ đứng đằng sau chính biến mà ai cũng biết đó là Trung Quốc. Nhưng cũng không chỉ vì Trung Quốc mà Việt Nam còn vì hàng tỷ đô la chính quyền Hà Nội đã đầu tư cho Myanmar thông qua tập đoàn Viettel. Trong vấn đề Myanmar, rõ ràng do bị vướng vào làm ăn với tập đoàn quân phiệt khá sâu, cho nên Việt Nam không thể tiên phong như Indonesia. Còn trong vấn đề Biển Đông, do bị bóng của Trung Quốc đè quá nặng, nên cũng ấp úng trong việc hoan nghênh sự thay đổi trong lập trường của Mỹ về Biển Đông. Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ sắp tới, các nước trong khối, đặc biệt là Việt Nam, lại một lần nữa đứng trước thử thách cam go. Việt Nam chấp nhận ASEAN 9 như một sự đã rồi, tức là cương quyết loại Myanmar ra khỏi khối hay theo chân của Campuchia để làm hài lòng Trung Quốc cũng là câu hỏi đang được đặt ra. Đây thực sự sẽ là phép thử lớn đối với bản lĩnh ngoại giao của Việt Nam. Cái khó của Việt Nam không chỉ ở tình thế đi cũng dở, ở không xong trong ASEAN. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 21. Cái khó còn ở chỗ Việt Nam phải đối mặt với lập trường không thống nhất của các cường quốc, chưa hẳn đã thực sự muốn ASEAN trục xuất Myanmar ra khỏi khối. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2022, trang mạng Bloomberg.com đã đăng tải phân tích của cựu Tổng thư ký ASEAN Kim Jong nói với nội dung Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ nhìn thấy mặt bất lợi trong một tình huống lộn xộn như hiện nay. Các ông lớn muốn ASEAN phải tự giải quyết lấy cuộc khủng hoảng ở Myanmar. Nhưng giải quyết như thế nào thì vẫn chưa có giải pháp rõ ràng. Năm ngoái, ASEAN đã phá vỡ các quy tắc lâu nay về việc tránh can thiệp vào các vấn đề trong nước khi sự phẫn nộ của quốc tế gia tăng về số người chết sau cuộc đảo chính tháng 2 năm 2021. Đã có khoảng 1.500 người biểu tình đã thiệt mạng kể từ khi cuộc đảo chính. Bà Sang-kui đang đối mặt với 6 năm tù giam và các nhóm sắc tộc vũ trang đã vận động chống lại chế độ, làm tăng nguy cơ xung đột dân sự toàn diện. Súng lớn của Trung Quốc đồng thời trong lúc này cũng đang chĩa ngay vào mông của Việt Nam. Bài bình luận của Lê Minh Nguyên đăng trên báo Tiếng Dân được chia sẻ như sau. Theo báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ cho biết, các tàu nạo vét đã được phát hiện ngoài khơi căn cứ hải quân Riem của Campuchia, nơi Trung Quốc đang tài trợ các hoạt động thi công và sẽ cần có các cơ sở cảng nước sâu hơn để các tàu quân sự lớn hơn có thể cập cảng. Mỹ cũng lên tiếng nhắc lại những lo ngại nghiêm trọng của họ về hoạt động thi công và sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Riem. Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải nói rằng việc nạo vét các cơ sở cảng nước sâu hơn sẽ là cần thiết để các tàu quân sự lớn hơn cập cảng tại Riem và là một phần của thỏa thuận bí mật giữa Trung Quốc và Campuchia mà các quan chức Mỹ đã báo cáo đã nhìn thấy vào năm 2019. Đây là hình ảnh cầu cảng tại căn cứ hải quân Riem của Campuchia. Thỏa thuận cho phép quân đội Trung Quốc tiếp cận căn cứ và đổi lại Campuchia nhận được tiền tài trợ, cải tiến các cơ sở. Tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Quốc phòng Tim Peck cho biết Trung Quốc sẽ giúp hiện đại hóa và mở rộng Riem. Tổ chức IMT cũng cho biết thêm hình ảnh vệ tinh thương mại vào ngày 16 tháng 1 cho thấy hai tàu nạo vét và xà lan thu gom cát đã được nạo vét. Tổ chức này nói các hình ảnh khác cho thấy cả hai tàu nạo vét đến từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1. Sự việc này cũng được nhìn thấy trong một bức ảnh đăng trên trang Facebook của ông T-Pex sau chuyến thăm Riem vào ngày 18 tháng 1 của ông. Tổ chức này nói rằng công tác này đã có thể đánh dấu một sự nâng cấp đáng kể về năng lực của căn cứ. Vùng nước nông xung quanh Riem có nghĩa là nó hiện chỉ có thể tiếp cận được các tàu tuần tra nhỏ. Một cảng nước sâu sẽ khiến nó trở nên hữu ích hơn rất nhiều cho hải quân Trung Quốc với các tàu quân sự cỡ lớn.
Tổ chức IMTI nói các hoạt động thi công vẫn tiếp tục bên bờ với việc giải phóng mặt bằng ở một số địa điểm ở phía tây nam của căn cứ kể từ mùa thu năm 2021 và nói việc này và việc nạo vét cho thấy căn cứ đang được chuẩn bị cho những nâng cấp cơ sở hạ tầng đáng kể. Và như vậy thì súng lớn của Trung Quốc đã chĩa vào ngay mông của Việt Nam.